đây, ông ra đây. Thấy nhá, trật tự mọi người ơi. Đây buổi cuối rồi, chia tay ông Hưng thế nhá. Ông còn nhớ ngày ông đến không? Có. Ui giời ơi, đúng là sự. Đến cái ngày ấy là bắt đầu đến là chân con là bị thái hóa chưa, trỏm xương đùi là không đi được. Không đi được. Và thầy làm cho khoảng hơn tuần là đi tương đối. Vâng. Và đến tới nay là một tháng là đi ngon rồi. Đấy nhá. Để nói cho mọi người nghe, rất nhiều người không kiên trì. Đến thứ nhất tuổi con lớn lại còn tiểu đường, bệnh nền có. Và bị nặng, tuổi lại lớn, cho nên nếu mà bảo 10-15 ngày thì sẽ không khỏi được. Đến lúc ông chữa khoảng được hơn chục ngày thì nó đỡ, nhưng nó chưa khỏi. Thế bảo thôi bây giờ thứ nhất như này, ông chưa đến 20 ngày. Còn là sau 20 ngày là nếu không khỏi thầy Dũng bao khỏi, chưa bao giờ khỏi thì thôi. Thế là bây giờ đến hôm nay là khoảng 30-31 ngày thì 32 ngày rồi. 32 ngày và ông đi nhoi nhoi. Mà ông về ông khoe là mỗi một tuần động viên bà hai lần. Đấy là ông khoe, còn thầy Dũng không ở nhà nữa không biết. Đấy cho mọi người xem nhá, từ một cái chân không lết được đến bây giờ đi được rồi. Đấy, theo ông thấy sự vi diệu của y học cổ truyền không? Vâng, coi là cái thầy Dũng là làm rất tốt. À đấy, thuốc của thầy đắp với lại thuốc uống mà với cả nhân viên làm cũng là rất nhiệt tình. Đấy chưa, mọi người thấy nhá. Đấy cho mọi người xem. Ô, ông hôm nay cao nhờ, cao gần bằng thầy Dũng bây giờ. Ôi giời, cao thế. Đấy cho mọi người xem nhá, hôm đầu ông đến thầy Dũng ý định là không nhận vì bị nặng. Xong lết không đi được, mình bảo ôi dồi ôi, cái tuổi già này thì còn chữa cái gì. Thế là con trai trở đến xong là lại bận đi làm thả đây cho thầy Vũ Dung. Tối xong thầy gọi Grab cho về nhờ, gọi xe ôm cho về. Xong hôm sau ông lại đi xe ôm, đi được 3 ngày. Thế là ông đỡ, tự ông đi xe ôm. Đấy mọi người thấy tuyệt vời không? Có gì đâu mà. À, tự đi xe máy đến được, đến hôm nay thì khỏe vâm vâm rồi. Mà trưa nay thấy cái lưng bị sầy, không biết là chữa khỏi xong chui trong vừa hàng rào nhà bà nào bị sầy hết lưng rồi. Thế nào? Sao mèo cái nó không nghe, mèo cái cào vào lưng. À cào vào lưng đấy. Đây này, xây hết cả lưng đấy nhá. Không lại bảo thầy nói đây này, xây hết cả lưng này. Đấy, xây hết cả lưng nào, không biết hôm nay đi đâu. Đấy, cho mọi người xem. Quá tuyệt vời luôn. Đây là phải nói ca này, nếu không chia sẻ thì có lỗi với mọi người. Đây là sự vi diệu của y học cổ truyền. Đấy nhỉ. Nhiều người bảo ôi ôi người ông ấy mượn diễn viên đấy, thì ông Hưng có phải diễn viên không? Tôi diễn viên, tôi là người lao động. À, người lao động à, đấy. Đấy. Kể cho mọi người nghe, ông Hưng biết thầy Dũng là con gái, con rể với cháu ngoại đến thầy Dũng chữa, xong bảo bố em bị như này thì thầy có chữa được không, mà thế mang ông đến đây. Thế ui rồi lúc đầu nói qua bảo ông vẫn khỏe lắm, ai ngờ đến yếu như thế, bảo này thì chữa làm sao được. Thế đấy cho mọi người xem, quá tuyệt vời luôn. Đến hôm nay thì gần như là ok rồi, 95-99% rồi. Đấy, thế chúc mừng ông nhá. À ấy, úi giời ơi, đã bảo một tuần động viên bà hai lần. Đấy nhá, mọi người xem phòng khám đang làm việc này, bác sĩ Hào đang làm việc này, còn bác sĩ Định hôm nay nghỉ về quê, người yêu đau bụng, không hiểu đau bụng nào bảo cho đi khám phụ khoa rồi. Đấy, còn cô ai này, Sumo này, còn đằng sau rất đông ở đấy nhá, cho mọi người xem này. Đấy, rất nhiều người hỏi địa chỉ ở đâu, địa chỉ ngõ 48 Lê Trọng Tấn ở Đông Hà Nội nhá. Đấy mọi người nhớ ông Hưng nhá. Ông ngày mai chia tay rồi nào, phải rất lâu nữa mới được gặp đấy. Tạm biệt đấy nhá. Chào mọi người.